Việt Nam có 161.761 ca nhiễm, trong đó có 1.695 ca tử vong. Bình Dương muốn tiêm thí điểm vaccine Nanocovax cho 200.000 lao động. Kiểm điểm rút kinh nghiệm sau lùm xùm ưu tiên doanh nghiệp bất động sản tiêm vaccine. Công bố thêm nhiều khách sạn, siêu thị, bệnh viện liên quan đến nhà cung cấp thịt của Vinmart. Nhiều tỉnh thành quá tải khi trung chuyển người dân đi xe máy về quê. Thành phố Hồ Chí Minh tiêm vaccine cho shipper. Thế giới đã ghi nhận trên 199 triệu ca mắc Covid-19. 18 trên 31 tỉnh thành của Trung Quốc báo động về đại dịch Covid-19. Nhật Bản bổ sung 4 tỉnh ban bố tình trạng khẩn cấp. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Covid-19 cập nhật sáng ngày 3 tháng 8 của DKN TV và sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Y tế Việt Nam tối ngày 2 tháng 8 công bố hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7 ca nhập cảnh và 4.247 ca ở 31 tỉnh, thành phố, trong đó có 1.368 ca lây nhiễm cộng đồng. Như vậy, trong ngày 2 tháng 8, Việt Nam đã ghi nhận 7.455 ca nhiễm, giảm 1.552 ca so với ngày hôm trước tại 38 tỉnh, thành phố, chủ yếu là tại thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất với 4.264 ca nhiễm, Bình Dương là 949 ca mắc mới, Long An 445, Đồng Nai 380, Khánh Hòa 286, Cần Thơ 221, Hà Nội 159, Bà Rịa Vũng Tàu 132. Trong số đó, 5.101 ca được phát hiện ở khu cách ly tập trung hoặc khu đã bị phong tỏa, giảm 1.489 ca. 2.344 ca đang điều tra dịch tễ, tăng 337 ca. Ngày 2 tháng 8 là ngày thứ 5 liên tiếp cả nước ghi nhận số ca giảm qua từng ngày. Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 4.264 ca nhiễm, tăng 212 ca so với ngày hôm trước. Hà Nội ghi nhận ngày có số ca nhiễm cao nhất với 159 ca, tăng 78 ca so với ngày hôm trước. Số ca mắc mới đã nâng tổng số ca nhiễm tại Thành phố Hồ Chí Minh lên tổng số 98.559 ca. Tỉnh Bình Dương tổng số là 17.807 ca. Tỉnh Long An con số này là 6.457. Đồng Nai 4.931. Đồng Tháp

Hậu Giang 220, Bình Định 202, Hà Tĩnh 159, Lạng Sơn 131, Quảng Nam 125, Đắk Nông 81, Gia Lai 68, Hà Nam 67, Thừa Thiên Huế 65, Thanh Hóa 52, Sơn La 19 và Quảng Bình 9 ca. Tính đến tối ngày 2 tháng 8, Việt Nam đã có 161.761 ca nhiễm, trong số đó có 1.695 ca tử vong. Trong ngày, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo bổ sung 389 ca tử vong từ số 1.307 đến 1.695 tại 4 tỉnh, thành phố. Trong số đó, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 tử vong 354 ca. Tại Bình Dương, từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 7 tử vong 25 ca. Tại Đồng Nai, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 ghi nhận tử vong 6 ca. Tại Long An, từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, báo cáo 4 ca tử vong. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Bình Dương xin tham gia chương trình tiêm thí điểm vaccine Nanocovax giai đoạn 3 cho tổng số 200.000 lao động ngày 2 tháng 8, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bình Dương đã ký văn bản số 3644 UBNDVX về việc xin được tham gia chương trình tiêm thí điểm vaccine Nanocovax giai đoạn 3 gửi Bộ Y tế. Theo văn bản này, xét đề nghị của Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trong toàn tỉnh Bình Dương về việc được tham gia tiêm thí điểm vaccine Nanocovax cho nhân viên và công nhân của các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện tỉnh Bình Dương có nhiều người nhập cư, đóng góp phần lớn lực lượng lao động tại các nhà máy xí nghiệp. Theo số liệu thống kê chính thức, thì có hơn 1,2 triệu người lao động đang làm việc tại các nhà máy xí nghiệp trên toàn tỉnh Bình Dương. Do tình hình dịch bệnh thời gian qua diễn biến phức tạp ở trên địa bàn tỉnh, tính tới tối ngày 2 tháng 8, tỉnh Bình Dương đã có trên 17.800 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và dự kiến số ca nhiễm có thể tăng lên 20.000 ca trong những ngày sắp tới tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch tiêm vaccine cho trên 95% công dân trên 18 tuổi, tổng nhu cầu là 3,2 triệu liều. Nhưng cho tới nay, mới có 97.600 liều được tiêm và đang triển khai tiêm tiếp 285.000 liều từ nguồn phân bổ của Bộ Y tế. Chính vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ cho phép Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương được đăng ký tham gia chương trình tiêm thí điểm vaccine Nanocovax giai đoạn 3 cho tổng số 200.000 lao động. Trong một diễn biến có liên quan khác, Tối ngày 2 tháng 8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã có thông cáo báo chí liên quan đến lùm xùm về danh sách tiêm vaccine COVID-19 đợt 3 của tỉnh này. Theo đó, vào sáng cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã kiểm điểm trước thường trực Ủy ban dân tỉnh về việc tiêm vaccine chưa phù hợp với đối tượng ưu tiên trong đợt tiêm thứ 3 trong 2 ngày 29 tháng 7 và ngày 30 tháng 7 vừa qua. Trước đó, báo Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, trên mạng xã hội Facebook có đăng thông tin về buổi tiêm vaccine COVID-19 tại nhà Đa Năng, trường cao đẳng y tế Quảng Nam vào hôm 30 tháng 7. Trong đó, có tiêm cho nhiều nhân viên của công ty cổ phần bất động sản Nam Miền Trung. Dư luận tại Quảng Nam thắc mắc về đợt tiêm vaccine COVID-19 thứ ba của tỉnh này trong 78 đơn vị, gồm 2.627 người được tiêm, có rất nhiều doanh nghiệp được ưu tiên tiêm, trong đó có doanh nghiệp bất động sản, xây dựng, thủy điện. Dư luận cho rằng liệu tỉnh này có ưu ái cho các doanh nghiệp bất động sản và một số doanh nghiệp khác khi được ưu tiên tiêm vaccine, trong khi có nhiều đối tượng cần được ưu tiên hơn lại chưa được tiêm. Nhiều doanh nghiệp, các khu công nghiệp lớn chờ đợi được tiêm vaccine COVID-19 đã đăng ký từ nhiều tháng nay, nhưng cho đến nay vẫn chưa có đủ nguồn bởi vaccine cần phải ưu tiên cho tuyến đầu chống dịch. Tiếp theo là một tin nóng đáng chú ý. Thưa quý vị, CDC Hà Nội vừa công bố 54 khách sạn, siêu thị, bệnh viện liên quan đến chuỗi lây nhiễm COVID-19 tại công ty thực phẩm Thanh Nga Hà Nội. Tối muộn ngày 2 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã công bố 54 khách sạn, siêu thị, bệnh viện liên quan đến công ty thực phẩm Thanh Nga tại ngõ 651 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, trên địa bàn của 12 quận, huyện ở Hà Nội, bao gồm Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoài Đức, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Tây Hồ và Thanh Xuân. Trong đó có nhiều siêu thị cửa hàng thuộc hệ thống Vinmart và Vinmart Cộng. Đến tối ngày 2 tháng 8, Hà Nội đã ghi nhận 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến công ty thực phẩm Thanh Nga. Lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời khoảng 300 hộ dân với 1.000 nhân khẩu. Các trường hợp xác định đã được liên hệ chuyển điều trị tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, Hà Nội. Đồng thời, xác minh được 33 trường hợp F1, tổng số người liên quan, người trong khu vực ổ dịch, khoanh vùng đã được lấy mẫu là 750 người. Trong đó có 500 mẫu gộp sàng lọc cộng đồng và 230 người sống trong ngõ 651 Minh Khai. Bên cạnh đó, cách ly tại trạm y tế đối với 11 cán bộ y tế thuộc hai dây truyền tiêm tại khu công nghiệp Quang Minh là dây truyền tiêm có 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến công ty Thanh Nga đến tiêm vào ngày 28 tháng 7. Ngoài ra, lập danh sách nhân viên làm việc tại 5 công ty cùng địa chỉ ngõ 651 Minh Khai đồng thời thông báo cho nhân viên công ty chủ động tự cách ly tại nhà và khai báo với y tế địa phương. Lực lượng chức năng đã phun khử khuẩn toàn bộ nhà và khu vực xung quanh ngõ 651 Minh Khai. Tính từ 18 giờ ngày 1 tháng 8 đến 18 giờ ngày 2 tháng 8, thành phố Hà Nội đã ghi nhận thêm 98 ca nhiễm mới. Cộng dồn số ca mắc tại thành phố Hà Nội trong đợt dịch thứ tư này kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 1.345 ca nhiễm. Trong đó, số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 821 ca, còn lại 524 ca ghi nhận tại khu cách ly tập trung. Thưa quý vị, nhiều tỉnh miền Trung đã huy động xe khách, xe tải đưa người dân về quê qua địa bàn. Tuy nhiên, các đoàn về quá đông đã khiến việc trung chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Ngày 2 tháng 8, chốt kiểm soát y tế Sen Thủy thuộc huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình đón hàng nghìn xe máy và người dân từ các tỉnh thành phố phía Nam để về quê tránh dịch Covid-19. Theo công điện ngày 31 tháng 7 của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh thành đang thực hiện chỉ thị 16, không để người dân di chuyển ra khỏi địa phương sau ngày 31 tháng 7. Đối với người dân đã rời khỏi địa phương, xuất phát đến các tỉnh khác thì các tỉnh liên quan phải tổ chức đón, đưa, bảo đảm an toàn, tổ chức xét nghiệm, vận chuyển bằng xe ca có thể bố trí xe tải chở theo xe gắn máy của người dân. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình đã bố trí tại chốt sen thủy 25 xe khách từ 16 đến 45 chỗ, 10 xe tải để trung chuyển người và xe máy của người dân về quê. Tuy nhiên, việc trung chuyển gặp khó khăn do quá tải và có nhiều người dân không hợp tác. Một số người dân không chấp hành, đúng ra là bà con đã mệt mỏi sau hành trình dài, họ sợ lên xe khách đông người dễ lây lan dịch bệnh. Ông Trần Anh Tuấn Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình nói. Tại chốt kiểm soát, lực lượng chức năng đã tập trung động viên những người đi đường xa mệt mỏi, người già, phụ nữ có thai, trẻ em lên xe trung truyền. Những người còn sức khỏe được phép tự đi xe máy dưới sự dẫn đường của lực lượng công an. Trong hai ngày vừa qua, tỉnh Quảng Bình đã trung chuyển 50 chuyến xe khách với gần 730 người, 31 chuyến xe tải chở 402 xe máy. Quãng đường từ Quảng Bình ra điểm tiếp giáp với Hà Tĩnh khoảng 140 km. Cùng ngày, dòng người đi xe máy từ các tỉnh thành phía Nam vào tỉnh Quảng Trị vẫn rất đông, buộc cảnh sát giao thông đã phải dẫn đoàn qua địa bàn. Vào lúc 8 giờ 30 phút, một đoàn hơn 200 xe máy, 300 người được cảnh sát giao thông Hải Lăng dẫn dọc quốc lộ 1A từ xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng ra đến xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vào lúc 17 giờ. Chốt này cũng đón và dẫn một đoàn hơn 400 xe máy. Nhà chức trách cho hay, trong ngày 1 tháng 8, số lượng người về bằng xe máy tăng đột biến với 4 đoàn, 1.400 xe, 2.000 người. Trong số đó, có 450 người quê ở Quảng Trị phải đưa đi cách ly tập trung. Theo tinh thần công điện của Thủ tướng, thì tỉnh phải bố trí xe khách chờ người và xe tải chở xe máy. Nhưng lượng người về đông, tỉnh không kịp đáp ứng. Các tỉnh tiếp giáp Quảng Trị vẫn dẫn đoàn xe máy ra nên chúng tôi buộc phải tiếp nhận. Trung tá Văn Son, trạm trường trạm cảnh sát giao thông Hải Lăng nói bãi xe tại chốt kiểm soát y tế Hải Chánh đã chật. Với 300 xe, Cảnh sát giao thông Hải Lăng đề nghị Công an tỉnh Quảng Trị chi viện người để giải tỏa số xe máy này về bãi chứa khác. Nếu không kịp giải tỏa, Trung tá Son nói sẽ rất khó tiếp nhận thêm xe máy của người dân quê ở Quảng Trị vì họ đã phải đi cách ly tập trung nên bỏ lại xe máy tại chốt y tế. Từ ngày 27 tháng 7 đến nay, đã có hơn 1.000 xe máy bỏ lại chốt. Trung tình trạng quá tải, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong ngày 2 tháng 8, số lượng người đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam qua chốt kiểm soát y tế quá đông nên địa phương không thể bố trí xe trung chuyển từ đèo Hải Vân ra tới Quảng Trị. Trung tá Hoàng Phước Tế, trạm trường trạm cảnh sát giao thông Phú Lộc thông tin thêm rằng, riêng sáng ngày 2 tháng 8, đơn vị đã tiếp nhận hơn 700 xe máy với khoảng 1.200 người. Mấy hôm nay, hoạt động trung chuyển xe máy và người từ đèo Hải Vân ra huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã tạm dừng. Bà con tự chạy xe, được cảnh sát giao thông đón và dẫn đường ra Quảng Trị. Trung tá Tế cho hay, tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Từ Thiên Huế vào ngày 2 tháng 8, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh này cho biết, từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 2 tháng 8, chỉ để bản tỉnh ghi nhận 66 F0, chủ yếu là người dân tự phát trở về quê từ vùng dịch bằng xe máy ô tô với 56 trường hợp, tất cả đều đã được sàng lọc và cách ly từ đầu. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 8 Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho nhiều người trên địa bàn, trong đó có lực lượng shipper. Tại sân trường của trường tiểu học Phạm Văn Hai, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm người có mặt từ sáng sớm để chờ làm thủ tục. Trước đó, Sở Công Thương đã có văn bản gửi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban dân thành phố đề nghị ưu tiên tiêm vaccine cho khoảng 62.000 shipper trong thời gian thành phố giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 cùng với người dân, các shipper của các hãng và các sàn thương mại điện tử ngồi giãn cách trong sân chờ tiêm. Họ đã đăng ký tiêm và được hãng tập hợp danh sách, kiểm tra tính hợp lệ rồi phân bổ đến điểm tiêm phù hợp. Sau khi đo thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn, các shipper bắt đầu điền thông tin cá nhân cùng cam kết tiêm. Ông Nguyễn Hải Vân, cán bộ phụ trách tiêm chủng tại trường tiểu học Phạm Văn Hai cho biết, trong ngày đã tiêm cho 150 shipper. Các shipper đều được cấp giấy chứng nhận đã tiêm mũi vaccine thứ nhất một người mất hơn một tiếng để tiêm. Đến 16 giờ, một tiếng trước khi hoạt động tiêm vaccine tại điểm trường tiểu học Phạm Văn Hai kết thúc, vẫn còn nhiều người xếp hàng ngoài vỉa hè để chờ đến lượt. Thành phố Hồ Chí Minh đang tiêm vaccine COVID-19 đợt 5, được triển khai đồng loạt ở các quận huyện từ ngày 22 tháng 7 với 624 điểm tiêm tại 312 phường, xã. Dự kiến trong 2 tuần, thành phố sẽ tiêm xong 930.000 liều, bao gồm vaccine AstraZeneca, Moderna, Pfizer và Sinopharm của Trung Quốc. 4 đợt trước, thành phố đã tiêm cho 991.322 người với 943.215 người mũi 1 và 48.107 người mũi 2. Trước đó, Bộ Y tế đề nghị thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc độ bao phủ tiêm chủng, tiêm cho tất cả người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Tiếp theo chương trình là một số thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới. Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 22 giờ ngày 2 tháng 8 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 199.206.254 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong số đó, đã có 4.244.224 ca tử vong. Malaysia thông báo ghi nhận 219 ca tử vong do COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, mức trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này, nâng tổng số ca tử vong lên 9.403 ca. Theo Bộ Y tế Malaysia, nước này cũng có thêm 15.764 ca mắc mới, trong đó chỉ có 6 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca bệnh lên 1.146.186 ca. Cho đến nay, đã có 937.732 bệnh nhân COVID-19 tại nước này đã phục hồi. Cũng trong vòng 24 giờ qua, Campuchia đã phát hiện 560 ca mắc COVID-19 và là lần đầu tiên trong 2 tuần trở lại đây, số ca nhập cảnh ở dưới mức 200 ca, cụ thể là 169 ca. Theo Bộ Y tế nước này, chỉ trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, nước này đã phát hiện tổng cộng 109 ca nhiễm biến thể Delta có tốc độ lây lan nhanh, trong đó riêng tại thủ đô Phnom Penh là 5 ca. Trong số 5 ca nhiễm biến thể Delta được phát hiện tại Phnom Penh có 3 người lái lao động Campuchia trở về từ Thái Lan, một người Malaysia nhập cảnh và một công nhân vệ sinh. Trong khi đó, cũng trong ngày 2 tháng 8, chính phủ Indonesia đã quyết định ra hạn lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng PPKM cấp độ 4 ở một số tỉnh và thành phố kể từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 8 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Ban đầu, nước này triển khai PPKM khẩn cấp từ ngày 3 đến ngày 20 tháng 7 trong bối cảnh số ca mắc tăng đột biến, trước khi đổi tên thành PPKM cấp độ 4 triển khai từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 7 và kéo dài từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8. Tại Trung Quốc, chính quyền tỉnh Hồ Bắc cho biết trong ngày 2 tháng 8 đã ghi nhận 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại thành phố Vũ Hán. Những người này được xác định là công nhân nhập cư tại khu phát triển kinh tế và công nghệ Vũ Hán. Đây là những trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên được phát hiện tại Vũ Hán. Sau hơn một năm, thành phố từng là tâm dịch này không ghi nhận bất kỳ ca lây nhiễm nào trong cộng đồng. Ít nhất 18 trên tổng số 31 tỉnh và thành phố cấp tỉnh ở Trung Quốc đã báo động về đại dịch COVID-19, khi có hơn 300 ca lây nhiễm trong nước đã được phát hiện trong 10 ngày, đặt ra những thách thức lớn cho nước này khi phải đối phó với đợt dịch tồi tệ nhất trong nhiều tháng qua. Chính quyền thủ đô Bắc Kinh cho biết, người dân, các phương tiện, hãng hàng không và tàu hỏa từ những khu vực có các ca nhiễm COVID-19 đang bị hạn chế vào Bắc Kinh. Những tỉnh thành của Trung Quốc đã phát hiện các ca nhiễm cũng đã đồng loạt tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt. Nhật Bản đã bổ sung 4 tỉnh ban bố tình trạng khẩn cấp ngoài khu vực thủ đô Tokyo và Okinawa nhằm ứng phó với tình trạng gia tăng số ca nhiễm mới trong thời gian gần đây. Theo quyết định của chính phủ Nhật Bản, Osaka và ba tỉnh giáp với thủ đô Tokyo, bao gồm Chiba, Kanagawa, Saitama đã được bổ sung vào danh sách các địa phương áp dụng tình trạng khẩn cấp kéo dài đến hết ngày 31 tháng 8. Trong khi đó, tình trạng khẩn cấp đang được áp dụng tại thủ đô Tokyo và Okinawa đã được gia hạn đến cuối tháng 8 này, thay vì kết thúc vào ngày 22 tháng 8 như kế hoạch ban đầu. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về hệ thống y tế của Nhật Bản có thể sụp đổ trong thời gian diễn ra Olympic Tokyo 2020. Trong thời gian áp đặt tình trạng khẩn cấp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ bán đồ uống có cồn và hát karaoke tại 6 tỉnh trên hoàn toàn bị đóng cửa nhưng sẽ nhận được tiền hỗ trợ từ chính phủ. Mọi dịch vụ không liên quan đến rượu bia sẽ được hoạt động song phải đóng cửa trước 20 giờ hàng ngày. Theo số liệu báo cáo mới nhất, Nhật Bản đã liên tục ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm trên một ngày trong vòng 4 ngày qua. Trong khi đó, tính đến ngày 30 tháng 7, mới chỉ có 28,3% trong tổng số 126 triệu dân ở Nhật Bản đã tiêm chủng đầy đủ hai mũi vaccine do làn sóng e ngại của người dân nước này. Ngoài một số tỉnh trọng điểm phải áp đặt tình trạng khẩn cấp để ứng phó với đại dịch, một số tỉnh của Nhật Bản như Hokkaido, Ishikawa, Kyoto, Hyogo và Fukuoka đều đang thực hiện các biện pháp phòng dịch trọng điểm, và dự kiến các biện pháp này sẽ được thực hiện cho đến hết ngày 31 tháng 8. Chính quyền các tỉnh này được phép điều chỉnh các biện pháp phòng dịch căn cứ theo tình hình dịch bệnh cụ thể. Thưa quý vị, bản tin COVID-19 cập nhật sáng ngày 3 tháng 8 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.